Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin châu Âu phối hợp với Tòa hình sự quốc tế điều tra Putin về tội ác chiến tranh ở Ukraine. Châu Âu sẽ thảo luận về sự hỗ trợ của họ đối với các cuộc điều tra tội phạm chiến tranh ở Ukraine tại cuộc họp kéo dài 2 ngày mùng 10 và mùng 11 tháng 4 với công tố viên trưởng của Tòa án hình sự quốc tế. Ủy ban châu Âu cho biết vào hôm mùng 9 tháng 4 theo hãng thông tấn AFP. Ủy ban châu Âu cũng cho biết là ông Karim Khan, công tố viên trưởng của Tòa hình sự quốc tế, sẽ gặp người đứng đầu bộ phận ngoại giao của châu Âu là ông Joseph Borrell tại Luxembourg vào hôm 10 tháng 4 và sau đó sẽ làm tham dự một cuộc họp các ngoại trưởng 27 thành viên của Liên hiệp châu Âu cũng được tổ chức tại Luxembourg. Đây là hình ảnh công tố viên trưởng Tòa hình sự quốc tế ông Karim Khan. Các cuộc họp nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ của Liên minh châu Âu cũng được nêu trong một tuyên bố của nhóm G7 vào hôm thứ Năm đối với các cuộc điều tra về tội ác ở Ukraine do Nga gây ra, với sự ghi nhận về các vụ giết người ở thị trấn Bukha gần Kiev. Chính phủ Ukraine và một số nước châu Âu cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm về các vụ giết người dã man và phạm tội ác chiến tranh, mặc dù Moscow luôn phủ nhận điều đó. Các quan chức hàng đầu của châu Âu đã thận trọng hơn, đề nghị một quy trình hợp pháp và chờ đợi kết quả của các cuộc điều tra tội phạm chiến tranh do cơ quan công tố Ukraine tiến hành với sự giúp đỡ của Tòa án hình sự quốc tế, Liên hiệp châu Âu và Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đến Bukha vào thứ Sáu ngày 8 tháng 4 cùng với ông Joseph Borrell. Khi rời Ukraine hôm thứ Bảy đã nêu lên câu hỏi rằng nếu đó không phải là tội ác chiến tranh thì tội ác chiến tranh là gì? Tuy nhiên, bà cảnh báo rằng cần phải tiến hành một cuộc điều tra nghiêm ngặt để đảm bảo các buộc tội tội ác chiến tranh có thể được chấp nhận được trước tòa. Đây là hình ảnh bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Công tố viên Karim Khan cho biết vào đầu tháng trước, Tòa án hình sự quốc tế có trụ sở tại La Haye đã mở cuộc điều tra về các tội ác chiến tranh có thể xảy ra kể từ tháng 3. Các cuộc đàm phán đang được tiến hành giữa các cơ quan hợp tác tư pháp của châu Âu và các tổ chức của tòa án để tham gia nhóm điều tra chung, theo Ủy ban châu Âu chia sẻ. Và châu Âu hiện đang cung cấp 7,5 triệu euro, tương đương với 8,2 triệu USD để đào tạo các công tố viên Ukraine điều tra tội ác chiến tranh. Cũng theo hãng tin AFP, việc giám sát các tội ác có thể được xảy ra trong chiến tranh được tăng cường vào thứ Sáu với cuộc tấn công tên lửa vào một nhà ga ở miền đông Ukraine với những người thường dân đang chạy trốn và cuộc tấn công đáng sợ của Nga, trong đó có 52 người đã thiệt mạng. Người đứng đầu của Ủy ban Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet cũng cho biết văn phòng của bà cũng nhận được những cáo buộc đáng tin cậy rằng các lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng bom đạn chùm ở các khu vực đông dân cư. Và Liên Hiệp Châu Âu đã thành lập một nhóm điều tra chung với người Ukraine để thu nhập bằng chứng ở Bukha và những nơi khác đã xảy ra các tội ác và hành vi tội ác chiến tranh, sẽ có sự tham gia của các chuyên gia từ các nước châu Âu tới cùng điều tra. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo ông Joseph Borrell, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết, trong một cuộc họp truyền thống ở Kiev hôm thứ Sáu cùng với Tổng thống Ukraine Zelensky rằng chúng tôi đang chứng kiến tội ác chiến tranh và chúng tôi sẽ giúp bạn. Chúng tôi sẽ giúp công tố viên Ukraine trình bày các bằng chứng trước tòa án hình sự quốc tế. Một phát ngôn viên của Ủy ban cho biết rằng đang có các cuộc đàm phán giữa các cơ quan hợp tác tư pháp của châu Âu và tòa án hình sự quốc tế để hợp lực và để tòa án là một phần của nhóm điều tra chung. Ngoài ra, 10 trong số 27 quốc gia thành viên của châu Âu đã mở các cuộc điều tra quốc gia về những tội ác cáo buộc Nga ở Ukraine, ông nói. Người phát ngôn của Ủy ban cho biết điều quan trọng là chúng ta phải kết nối các điểm và làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng những kẻ chịu trách nhiệm về hành động tàn bạo và tội ác chiến tranh ở Ukraine sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Cũng hôm 2 tháng 4, cựu trưởng lý Tòa hình sự quốc tế Kaede D kêu gọi tòa án nhanh chóng phát lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin vì chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Vị công tố viên nổi tiếng thế giới với các vụ điều tra quốc tế về nạn diệt chủng ở Rwanda
và về chiến tranh ở năm tư cũ của hôm thứ Bảy ngày 2 tháng 4 thì khẳng định rằng Putin là tội phạm chiến tranh. Trả lời nhật báo The Times của Thụy Sĩ, thẩm phán Kennedy, 75 tuổi, cựu trưởng lý Tòa hình sự quốc tế hôm 2 tháng 4, nhấn mạnh việc ban hành lệnh truy nã quốc tế là điều cần thiết để buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo khác của Nga phải chịu trách nhiệm về những tội ác mà họ đã gây ra ở Ukraine kể từ khi quân đội Nga xâm lược vào Ukraine 24 tháng 2 năm 2022. Đây là hình ảnh thẩm phán Kennedy, 75 tuổi, cựu trưởng lý Tòa hình sự quốc tế. Đối với cựu trưởng lý tòa, thì việc ban bố lệnh bắt giữ là tín hiệu cho thấy hoạt động điều tra đã được tiến hành, và đây là công cụ duy nhất đang tồn tại cho phép bắt thủ phạm gây tội ác chiến tranh và đưa người này ra trước công lý quốc tế. Bà Kade giải thích việc ban bố lệnh như vậy không có nghĩa là Putin sẽ bị bắt, vì nếu Putin chỉ ở Nga, việc bắt ông ta sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng chát của tòa sẽ khiến Tổng thống Nga không thể rời khỏi đất nước này, và đây sẽ là một tín hiệu quan trọng cho thấy có nhiều quốc gia chống lại Putin. Thẩm phán Kade cũng khẳng định với nhật báo Le Pen là tòa án phải tìm được các bằng chứng buộc tội các lãnh đạo cấp cao về chính trị, quân sự, và điều khó khăn là làm sao đi đến tận cùng chuỗi mệnh lệnh để xác định ai đã lên kế hoạch và ra lệnh thực hiện những tội ác chiến tranh đó. Tổ chức Nhân quyền Quốc tế vào hôm 3 tháng 4 cũng cho biết đã tập hợp bằng chứng về các tội ác chiến tranh do quân đội Nga gây ra, trong đó có việc quân đội Nga vi phạm luật chiến tranh nhắm vào thường dân ở Ukraine, ở những khu vực mà họ chiếm đóng tại các vùng như Kharkiv, Kharkiv và Kiev, và những vụ cưỡng hiếp và hành quyết người dân ở Kharkov, Bukha gần Kiev hoặc ở làng Stavit trong vùng Tetnit. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vợ ông Trịnh Văn Quyết là ai? Vì sao phu nhân ông Quyết không bị tóm cùng chồng? Cho đến nay thì đã có 4 người trong tập đoàn FEC bị khởi tố. Trong 4 người ấy thì hết 3 người là thuộc gia đình họ ông Trịnh Văn Quyết. Việc Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh vào gia đình ông Trịnh Văn Quyết rất mạnh như thế, nhưng tên tuổi của phu nhân ông Quyết vẫn không được nhắc đến. Đây là trường hợp rất lạ mà nhiều người thắc mắc. Vậy là lý do vì sao như thế? Vì sao một người phụ nữ thân cận nhất của ông Quyết lại không bị bắt hoặc liên quan gì? Có ý kiến cho rằng Bộ Ngũ đánh vào FEC chứ không phải đánh vào gia đình ông Quyết. Tuy nhiên cũng có quan điểm là Bộ Ngũ quyền lực đánh vào ông Trịnh Văn Quyết chứ không phải đánh vào FEC. Dù là quan điểm thế nào thì việc bắt 3 người trong cùng dòng họ của Trịnh thì quan điểm cho rằng 5 nhân vật quyền lực nhất của Bộ Chính trị nhắm vào gia đình ông Quyết là có cơ sở. Mỗi lần bắt người là cơ quan điều tra sẽ soi rất kỹ các mối quan hệ làm ăn của ông Quyết và vai trò của những người thân của ông tại công ty mà ông đang làm chủ. Soi là như vậy, nhưng vẫn có tên. Vợ ông Quyết không hề có tên. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết. Vợ ông Trịnh Văn Quyết, một phụ nữ đầy bí ẩn. Nhiều năm nay, tên tuổi của ông Trịnh Văn Quyết đang nổi như cồn. Tuy nhiên, nếu hỏi vợ ông Quyết là ai thì chắc chắn đa phần sẽ không biết. Vậy vợ ông Quyết là ai vậy? Vợ ông Quyết là bà Lê Thị Ngọc Diệp. Bà Diệp được biết sinh năm 1979, tuổi Kỷ Mùi, là một người phụ nữ rất kín tiếng. Bà Diệp từng là cổ đông của FEC Fagros. Tuy nhiên, vào năm 2021, bà rút hết vốn khỏi doanh nghiệp và hiện không còn là cổ đông của FEC Fagros nữa. Trong thời gian bà Diệp đăng ký thoái vốn, trên thị trường chứng khoán có 28.084.000 cổ phiếu ROS được giao dịch với thỏa thuận tổng giá trị lên đến gần 1.059 tỷ đồng Việt Nam. Với việc bán gần 26,7 triệu cổ phiếu, ước tính bà Diệp thu về khoảng 1.000 tỷ đồng. Được biết, từ khi ông Trịnh Văn Quyết trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của FEC Faros vào ngày tháng 5 năm 2017, thì bà Lê Thị Ngọc Diệp không công bố thông tin đăng ký mua vào cổ phiếu nào vào 4 năm sau, và đó bà đã thoát vốn hoàn toàn. Đây là hình ảnh bà Lê Thị Ngọc Diệp và ông Trịnh Văn Quyết lúc còn trẻ. Nói về cổ phần trong công ty FEC Faros, thì em gái ông Trịnh Văn Quyết là bà Trịnh Thị Minh Huế sở hữu tới 1,2 triệu cổ phiếu Faros, tương đương với 42 tỷ đồng.
Bà Huế mua số cổ phiếu này từ tháng 5 năm 2018. Một người em gái khác của ông Quyết là bà Trịnh Thị Thúy Nga cũng đang sở hữu 600.000 cổ phiếu Rose. Như vậy, cổ phiếu của hai người em gái của ông Quyết ít hơn cổ phiếu của vợ ông tại FEC Faros. Và có thông tin là vào cuối năm 2019, khi Bamboo LA tăng vốn từ 2.200 tỷ đồng lên 4.050 tỷ đồng. Sau khi tăng vốn, một vài dữ liệu cho thấy ông Trịnh Văn Quyết cùng phu nhân là bà Lê Thị Ngọc Diệp đã thế chấp lượng lớn cổ phần của doanh nghiệp này, mã chứng khoán là BAV, tại Ngân hàng Quốc dân và Ngân hàng Thương mại Phương Đông. Được biết, hiện nay vợ ông Trịnh Văn Quyết đang công tác tại Ngân hàng Lộc Tư Phát triển BIDV. Vợ chồng ông Quyết và bà Diệp có 3 người con trai. Mặc dù vợ ông Trịnh Văn Quyết là một trong những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, nhưng lại vô cùng bí ẩn và hiếm khi xuất hiện trên báo chí. Theo tờ báo Cafebiz, thì bà Lưu Nga, một doanh nhân nổi tiếng cho biết, bà và bà Diệp là bạn đồng niên học chung khóa K39, trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Hai người chơi với nhau bằng những kỷ niệm thời sinh viên yêu dấu, không bao giờ liên quan đến công việc. Đây là hình ảnh doanh nhân Lưu Nga. Theo bà Nga thì bà Diệp là người không bon chen, không tiêu pha nhiều, không có khoảng cách với các bạn và cũng không quan cách gì cả. Trong mắt bà Nga, bà Diệp luôn bình dị như thời sinh viên. Bất kể khi bạn bè nhắn tin nhờ việc gì, bà Diệp cũng làm rất nhanh và làm toàn những việc như một nhân viên rất thành thạo, và điều đó khiến nhóm bạn bè của họ rất vui và tự hào. Phu nhân của ông Trịnh Văn Quyết là như thế, đấy là bản tính, là nhân cách. Tuy nhiên, trong vấn đề đối phó với quan chức năng thì xem ra bà Diệp mới là điều đáng nói. Bà rất khôn ngoan. Việc bà thoái vốn hoàn toàn khỏi FEC Faros để giờ đây khi mà ông Trịnh Văn Quyết và hai người em bị bắt vào khám thì bà vẫn bình chân như vậy. Vụ việc ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn FEC bị bắt và khởi tố về tội thao túng thị trường chứng khoán thì việc thoái vốn khỏi FEC Faros của bà Lê Thị Ngọc Diệp mới được nhiều người thừa nhận là đúng đắn. Làm kinh doanh là không nên để hết tất cả trứng vào cùng một giỏ. Nghĩa là gia đình ông Trịnh Văn Quyết cần phải có người bên ngoài của doanh nghiệp, thì khi có biến thì còn có vốn, còn người mà kinh doanh hoặc gây dựng trở lại. Và ông Trịnh Văn Quyết đã đúng khi tuân thủ theo nguyên tắc kinh doanh này. Không biết chủ trương này là của ai, cũng có thể là của ông Quyết, cũng có thể là của bà Diệp. Tuy nhiên, dù là ai thì đây cũng là sự chuẩn bị tình huống xấu nhất. Và điểm này, gia đình ông Quyết làm rất tốt.